Chào cả nhà, chào cả nhà. Đây là tới chỗ gì nè, bò lụi tư hương này, hút nốt nữa. Giá mặt bà đỡ. Ui da, ui da, trời trời trời. Ờ, nhớ mặt. Nhớ mặt. Nhớ mặt. Rồi nha. Trời ơi. Đánh thở. Đây, thì nằm xuống ngủ, nằm xuống. Trời té dơ má. Trời ơi, té không nội ơi. Thì đáp mới là tới chỗ bò lụa tư hương rồi mọi người, làm gì có gì không đúng Cần Thơ nghe. Hôm qua hôm nay làm ghé được 2 ngày rồi đó ạ. Thì tiếp tục hôm nay cuộc hành trình là em ghé bò lụa tư hương. Mình giả mặt bạn là. Ôi da. À kính thưa bạn. Dạ dạ dạ. Rồi vô cả nhà, vô ăn cả nhà, vô ăn đi cả nhà bà hai ơi. Rồi đâu đây? Đây đi. Màn chi. Ủa hộ luôn rồi. Ra ngoài đi, ra ngoài đi, ra ngoài ngồi đi. Mà góc này đi chị ơi, có quạt hết kìa. Ờ gì cũng được. Vỗ bạn. Mưa chị. Mưa sao mưa? Hết mưa. Không có mưa. Chị. Tụi nó quậy dữ lắm, cho ngồi đây đi. Thì ngồi nào. Xe. Các bạn ơi, các bạn ơi, các bạn ơi. Ồ nó quậy dữ lắm trời. Xe 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 xe. Thôi ngồi đây nè cho ngoài trời cho mát. Nước kìa, nước mà ngồi đi, ngồi nè. Đây nè, đó rồi đẹp mà. Đây cần lau bàn cho. Nào cũng vậy chứ. Lau đây nè. Lau đây nè, ngồi đây nè. Ngồi ngoài đường đi. Không, chị xích đằng này gió khô đã. Chị ơi, chị ăn mới đứng gần coi chừng. Đây này nè, gió khô. Có trời hả chị, có đem tiền hay có vàng hay vuốt hả? Có dòng xí chị. Xí men chị là hết trơn hả chị? Bạn mới nói ba câu bà lộn bố. Ông bạn leo chù, leo chù, leo chù, chù, chù. Trời ướt đồ, dơ đồ bà đậu đi. Xuống. Dơ đồ. Trời, dơ đồ má ơi. Trời, giờ vô, giờ bạn vô mọi người ơi. Hai bạn sẽ bự lắm. Cầm vô bà hai. Rồi vô nha. Bước lên nằm. Bước lên nằm. Ngủ nha. Ngủ. 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 Trời ơi má ơi. Muốn bấm cái mũi không đó. Có anh chị. Trời ơi nước mưa không? Trời ơi nước mưa không? Không có nước mắm nha. Ờ vậy là thạch bón hà nằm nữa. Hương nằm đi hai đêm đi. Hương 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 hương. Hương hương. Vô 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 không? Ăn gì cho chị bò lụi đi, lụi tôi đi nè, lụi đi nè. Ủa bò lụi, bò lụi, bò lụi, bò bò lụi, thêm cái đó chị không, hai ngựa không lụi, hai ngựa phần, hai ngựa phần đi, hai phần ngựa phần nhiều coi một phần, hai phần, ba phần, cho bốn phần, bốn phần, bốn phần đi, bốn phần đi cho bảy chị đá đi. Chị vô chỗ nướng quay được không? Chị Duyên qua đây ngồi, chị Duyên. Chị nướng bầu quay được không? Vô quay 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 đây. Chị quay quay chị nướng quay nè. Đi làm đi được. Chị cho nước luôn. Dọn đi chị ha, chị dọn mình thường em vô quay luôn. Vô là bầu ngon lắm nha. Vậy. Đi vô quay. Quay cái, quay cái gà. Sao quay cái được không chú? Quay bò cái gà. Ha. Đó ghê rồi. Mày lượt vô 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 vô. Dạ. Trời quá trời mọi người ơi. Rồi. Rồi hãy lưu mọi người nha, nó đây là cu qua qua là nướng bò những bò lụi nha, rất là ngon luôn. Nổi tiếng tại không nói mọi người. Mọi người ơi. À, tự ai vậy? Trời ơi. Nhiều quay tự nhiên. Tự nhiên dạ, dạ trời ơi. Mọi người. Mọi người. Đổ tôi à. Sao xuống ung thùm gian. Chào bà súng đi chơi. Súng đâu cầm. Súng đâu cầm cậu. Đó. Giỏi nè mọi người, ngon lắm nha mọi người, làm vệ sinh sạch sẽ đàng hoàng mọi người ơi, sạch sẽ lắm. Trời ơi ngon lắm nè. Thì nướng bò này thơm, ngon lắm luôn. Đúng rồi, ngon. Cái tiệm này bán rất lâu đời mọi người nha. Rất là nổi tiếng ở tháng 1 luôn. Mấy chục năm luôn đó. Đằng đây nè mở, này mở tao đang ngâm dưới đường nè. Nè tao xin mở này tao đang quấn với ba bầu lụi đó, ngon lắm luôn. Bác thử. Sụt gì hết. Bóp ăn hảo, bóp ăn, bóp ăn nè. Trời nhiều lắm, bán bò, bán cái trăm ký mỡ á. Bán nhiều lắm, bán đắt lắm. Ủa nè mỡ lên sên này là người ta lấy bò của cưng luôn mà phải không? Ngon này mọi người ơi nè. Cái này mình này mỡ heo quấn nó mới ngon. Ngon lắm. Thịt này ớp nè. Nó tuyệt vời luôn, nó như là chín đó mọi người. Quá trời ngon luôn.
một miếng bò là kèm một miếng mỡ vô cuốn lại rồi ghim vô nướng đó mọi người. Coi có thịt nào tái tái không cho bà ăn ngon không? Tuyệt vời ở mặt trời không mọi ừ. người. Có nào tái tái cho bà ăn sống đi cho bà xu người ta giả ăn than đi kìa, nhai than đi. Bóc một than nhai. Bóc than nhai. Thôi xu má. Kìa nước ớt này ngon lắm. Không chê bằng đâu, bà ăn ăn ngày mốc nè. Bỗng tay bà rồi. Hồng đó má. Ừ. Rồi bây giờ chơi để cho mấy cô nướng đi mình. Rồi mình đi ra nghe bà bàn nha. Chào mấy cô, chào mấy cô. Chào mấy cô, chào mấy cô nha. Chào cô đi nghe. Chào cô đi nha. Dạ. Nói gì coi bà mình ăn nha mọi người ơi. Ai gì đi 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 chị đi. Hoài vậy. Ủa than quá trời luôn kìa. Ừ than để nướng đó. Hà dính chỗ này đẹp nè hai. Dơ. Giỡn hoài. Xu đây. Đi vô bình dơ. Nào. Cũng chay mặt dơ. Ai chơi gì cũng má ơi. Trái mày đầu đó. Đó quay ngược bông xanh bông trắng sữa cho chủ mình nhiều hơn nữa bông lê trên sàn bông lũ ơi mình lanh mình trồng về đấy ai bộ sàn bông trà bay bông bông trang rồi bông cầm 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 bông nè em bông cầm không được không được không được trời ơi kiếp này cài bể bông bể thôi thôi được giờ không ghen xu má sao thôi 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 qua lại thì cắm như bãi phân cái gì bãi gì phân trông. Hai bà đội bánh đó, hai đứa rắn hai, đội đội đây. Đội hai. Bánh để sủi. Bánh kẹp, su 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 su. Su để bị sủi nha. Sủ. Cầm lên. Ừ. Thôi ba. Bóp. Đủ rồi. Trời ơi. Thôi văng lỗ mũi luôn rồi. Trời ơi. Văng lỗ mũi rồi. Bể em đâm lè buồn ghê luôn vậy á. Tầm chị hoài lắm bỏ ừ. Ngon đi. Xù. Trời á với em dễ sợ luôn. Tự nhiên nó để vô vậy. Điểm lùm ra. Như ra cho cô. Nhiều hộp bịch đó mẹ. Mẹ 285. Ý đó nhiêu bịch? 20. 20. 2 chút, 2 chút. Rồi tốn 20 quá à. 2 bịch nè. Thôi 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 thôi. Thôi chứ mua này, mua bịch nữa đi hai. Không ăn bánh rồi đi cho mày nương hết. Mày khác, mày khác mày bụng rồi. Không cái đó mới ngon vàng, mới ngon. Vàng mới thơm. Ăn bánh nè. Ăn cái đắng vàng mới thơm. Vàng thơm. Ăn đi trời trễ tôi không à. Không không, phải ta cái vàng à mẹ ơi. Dạ. Rồi hai bịch. Rồi cho nước đi mọi người ơi. Nhân tiệc bữa tiệc hôm nay nói đi. Nhân tiện buổi tiệc ngày hôm nay nói đi. Dạ lời nói đầu tiên bé Phương xin chào cả nhà. Tôi xin chào xin giới thiệu. Tên con gái của Phương. Thôi thường thường má. Tên là Bảo Loan. Phương má. Nói đây Bảo Loan. Không ai qua đây nè. Không có tiệc ngày hôm nay là giới thiệu là nãy đây là chồng. Vợ của. Ừ, đây là chồng nè. Bé mà tôi đủ lợn. Đó đủ lợn. Đó đủ lợn. Chồng chắc là chồng. Giờ quên rồi. Ăn mặn tướng bà. Ăn gì? Mặn tướng bà là đi. Đủ lợn đây, đó đủ lợn đây. Tao đủ lợm của Long Xuyên nha. Tao gừ ra, tao gừ ra. Cả không. Thôi tôi ăn ớt má. Trời ơi, ăn bò lụi nha. Bò lụi Tư Hương. Cho anh nướng cho chị lụi lụi em nè chị ơi. Thôi lụi lụi em. Cái giò mày bò. Bò ca, bò ca mọi người ơi. Đó nghe. Chị cho em một dĩa đậu phộng không bỏ món hành. Chị cho em đây là hành phộng với bò nha mọi người. Dĩa sao là đậu phộng thôi, đừng nói mà hành. Bỏ đậu phộng. Kêu 4 phần là 4 phần đẹp. Bốn phần rồi đó. Hai vậy là bốn phần đó hả chị? Vậy nên lấy ra. Dạ đúng rồi. Kêu riêng nữa đi. Ờ game dĩa đi, game phần nó đi. Vì game phần không đủ phần không để vô hành. Ờ. Phải không? Thôi ờ, kệ lỡ ăn đại đi sao đâu. Ờ kệ kêu đi game dĩa đi. Cho em nước ngọt đi chị. Rồi uống gì? Tiền Pepsi hết đi. Em Coca. Ủa thiếu gì? Coca Cola. Pepsi hết đi, Pepsi hết đi. Cho em bị cái gì nè? Vậy uống gì? Cái uống gì chị ấy? Không có đồng quán. Có. Xuống hả? Hay uống ngọt không? Ờ. Bạn ơi, chậu ăn này công si nha bạn. Sao nữa? Công si nha. Đúng rồi. Công si đi. Công si nha. Nó rồi. Nó sao xìu với má. Ok. Em. Em cái gì đâu trời. Còn chu xuống 5 10 em sợ gì rồi ăn. Chứ lẽ ăn uống này mình cũng ăn chổng mà trời. Trời ơi trời đó. Ôi nha, không khóc nha. Tháng rồi bắt đầu em vuốt mọi người ơi. Đó, em vuốt để cho mọi người ăn cùng với chị, em. Chị, 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 chị của chị có cái cây này nè. Tự mình đi tự nó quay luôn tự cái máy đó nó trời ơi thiếu cái chén rồi. Rồi. Chị bà con có bán không? Hình như bữa hổm 2 triệu hả 3 triệu. Thứ ăn ngọt không? Nó có cảm ứng tự nó quay mình luôn á, tự nó đi theo mình. Nó ăn bò sao nè. Mình ăn bò cầm cái bò lên như nè mọi người ơi, nhả ra. Nhả ra. Ôi giời ơi. Nó cắm cái miếng. Nó ra. Đem. Ừ. 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 Ừ
không? Của anh nói ừ, của chị. Của chị đó. Trời ơi, có chị đâu kêu anh. Đây kêu bằng anh nè. Ờ đó anh đúng rồi. Ê chị đưa chén mới qua cho. Đủ chén rồi. Anh nè, con mở nè. Đó. Trời má ơi. Thôi mở thịt chung mới không có ngán má. Để cho em một dĩa rau với chị. Rồi mời cả nhà dùng nha. Rồi mời cả nhà dùng với tụi em cả nhà ơi. Mời cả nhà dùng với tụi em nha. Rồi ăn kèm với bánh hỏi nha mọi người ơi. Bánh hỏi nhà làm. Rồi, không chết. Bò cũng nhà làm luôn. Cho chén ớt chị ơi. Chị ơi cho chén ớt. Bò này là bò nhà má hai bán nha mọi người. Ờ bò nhà bán mọi người ngon lắm. Để bò gì hai. Ừ bò cái này ngọt luôn. Để đi cho mọi người ăn đi. Rồi qua đây tí nè. Ăn thịt bò hả nó thơm, nó ngọt, nó đậm vị ngon lắm luôn mọi người ơi. Bò kho. Ừ. Bò kho, kho mo. Bò kho, kho bò luôn hả? Trời ơi. Bò kho cù khu. Bù khu. Bù khu cả nhà đẹp kho em. Bò kho tự ơi. Ai có gì đi ngang thuốc nốt nhớ ghé đi ăn thử một lần. Bò kho bữa nay. Mọi người có đi đâu mà ghé hút nốt mà ghé nhớ ghé chủ bán tương hương nha mọi người. Tại hút nốt. Bò lụa tương hương. Bò lụa tương hương. Xúc sắc. Thấy chưa? Lâu lắm năm, lâu đó đúng rồi, rồi đó, đó đầu bán này lâu năm đúng rồi. Ờ, ờ. Chập cứng luôn. Mới ăn nè, mới ăn đúng cuốn nè. Nhà lá, bà bán cây. Bà nướng mà bà cái ngói má ơi. Nhà ngói đúng rồi. Hồi xưa lúc 15, 16 tuổi làm ghé này ăn rồi đó chị. Lâu đúng rồi. Nó đâu mà cất là không có nhà lầu nhưng mà cất bị hự luôn nha cả nhà. Bánh lát nó bán lâu năm rồi đó, ngon lắm luôn á. Tính là chị bán gì cũng biết nha. Bằng không có biết tiền nhiều hết trơn. Nói chứ Bằng Bằng cũng tội nghiệp nha. Bằng Bằng nãy cũng cho cũng em là thiện nguyện nha. Người hết rồi hết rồi. Một trăm thiên. Của đồng nhiều hay ơi. Ừ, đồng nhiều. Muốn mình đăng lên. Đúng rồi. Trời em tính của chị thánh thần ơi đâm ban. Vô quá nè. Vô. Rồi vô cái này nổi lửa nè cả nhà ơi. Vô nha. Khâm bay, khâm bay. Khâm bay là gì ạ? 1, 2, 3, vô. Này là đây là vô đó má. Rồi xa nước tăng lực. Gì không vô. Ừ. Đây rồi cái vỏ ra. Tối ngày chị bạn uống gốc chết cho mà. Gốc chết 1 giờ. Ừ, đúng dữ lắm. Mẹ không mà không có. Trời ơi, bánh chán này đó. Đặc biệt gấp bánh chán nha. Cái bánh chán lại cái mình này. Tự coi chán quẹt. Bánh chán nha cả nhà. Bánh tráng sao? Bánh tráng gì nè, nhân gì sao hai? Gì nè đó, vuốt nè, kéo nè. Bỏ hộp nhai, bỏ hộp nhai 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 nhai. Đôi má là được con ăn má ơi. Bỏ hộp nhai 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 nhai. Rồi con ơi, vì sao mà ăn? Bà nội. Cái đừng giỡn nữa ăn đi hư ba bánh tráng tầm á. Không. Nó mới ăn rồi ta ăn tổng lại rồi đừng chập hết nữa. Ta ướp thịt ngon á. Ừ, ướp đậm đà lắm. Đậm lắm luôn. Ngon. Tươi tắn, tươi tắn. Ngon mà ông chủ cũng dễ thương nữa ha. Xin như quay là cho quay liền luôn. Đó. Đúng thì đó. Mà buôn bán sạch sẽ nha. Cái chỗ nướng hay sạch sẽ hay chính ha. Sạch sẽ. Nhìn là thấy thèm liền. Cho bán nhà thấy thèm liền. Thèm sao? Hết chín thì hỏi chín. Thèm bị ăn nè. Đó cuốn dao vô ăn ăn sao nè ăn là ăn gì đó à, mà thích mì nương ờ tám số chín đây là thiếu khóm không có khóm không ta chị không cho khóm hả chị ok này thấy mình lanh lắm luôn rồi đó để khóm hai để bánh tráng qua đây cho em miếng này hai ừ ngồi bên đây xa quá không có chồng tới đúng rồi con thôi quá phải như Bằng Bằng ngồi chính giữa, Bằng Bằng khôn chứ không, Bằng Bằng ngồi chính giữa. Ừ. Ừ, hai bên luôn. Cái gì mà ham ăn là Bằng Bằng ham ăn nhất trong nhóm. Không mà nha. Ham ăn mà ham tiền nữa. Anh hỏi. Tôi ăn vừa vừa bà nội ơi, tôi cũng ham ăn nghe. Ăn là mình trăng chảy ra. Ăn vừa vừa ăn sao đâu hai. Dạ, ăn gì nè. Ăn như nè, mâm 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 mâm. Nói chung là bằng anh chị miếng giúp cá là ăn bằng rất là xấu tánh trong nhóm nha mọi người thường. Ờ kệ đi vô mày có ủa quên mày đừng có quyền nói phải không. Ừ. Mà khán giả mọi người có quyền xem nha, mày đánh giá cho em ha, cho em 5 sao ham ăn lắm mọi người ơi. Ham ăn mà ích kỷ nữa, bảo thủ nữa.
chung là thờ cục này ba ban chỉ để cho mọi người phán xét thôi chứ ban không muốn nói nữa. Mọi người tiếp xúc nha, cảm ơn. Cảm ơn mọi người nghe. Mọi người tiếp xúc với ban ngồi sẽ hiểu, ban. Rồi xong mới lại xong. Ôi má ơi, hết không có giết kìa trời. Để bồng không hết. Chén nữa chị ơi, ngồi nữa. Vậy cũng lẹ quá ha. Chồng tới nó đi hay. Thôi thôi đi má, cho chồng ngỏng vết châu vậy. Trời ơi. Bà nói gì không nghe, không la tôi đó. Không nào. Dịp cá ai biết ăn, giờ chị biết ăn nha. Đây, ăn đừng. Đừng. Giống đừng gái đừng quá, bên đây chắc không ăn được, chị ngồi bệnh kìa. Tối có trăm mấy hàm nội ơi, nói cho giữ vô đó. Cũng 500 đô á. Có trăm mấy à, 118 đô hay gì à. Bán được gì không nào, ăn nhà có bên. Bên này là trai chứ bên đó sơ gớ cho tới ông nội. Hello, tình yêu buổi chiều vui vẻ. Chim bệnh đi đâu mà tử à. Lấy một phần gì chị bà. Ở thốt nốt ba mời Linh ơi. Thốt nốt nghe đại chợ thốt nốt nghe. Còn vàng, còn vàng đó chị ơi. Còn nó không để hành nha. Vậy đó. Đó vậy đó. Chị Trinh. Chiên bỏng ăn đi bà lại chiên bà đã hết giờ. Trời ơi, bà ngồi với má hai với ba ngồi mà chị không ăn là chết rồi. Có gì đâu. Chị tự gán chịu rồi nha. Chị đang không có tiêu bé ơi. Chị đang không có tiêu. Ngồi muốn ngồi với tiêu luôn hả? Chị ăn vô đã tiêu à. Chị ăn hỏi tiêu luôn à. Ok em ăn đi em, có gì xuống đây nè Linh ơi, thốt nốt nha em. Có tiêu bò, tiêu là chị tiêu. Bò nướng. Thốt nốt. Hai hai. Ê nhớ nha, đừng nhắc nha. Rồi ăn đi. Phải nhớ ra thiệt á. Chưa chụp bản không? Hello chị Hải. Nhớ chị Khang á. Hai hai. Hai. Hết rồi. Ăn đi. Hết rồi. Hết rồi. Ủa kìa, chó gì bay kìa quá. Vậy là đem cái phần đó. Không á, không hành nha. Không hành, dạ. Dạ. Một phần nào. Kem rau nhiều đi chị ơi, rau ít quá. Nó hết rồi. Em chị ba. Chị ba, chị tư, chị năm, chị bảy, chị mười. Bà ban ăn hai bên luôn má, vừa ăn bên kia vừa ăn bên đây luôn. Còn giữa mà, còn giữa bởi vì mà ăn được hai bên. Một lát ban ban hụt gấp đôi nghe. Gấp đôi nhưng mà. Coi coi cái cọng rau cha ơi cha ăn là hai bên vậy. Bên kia chụp dĩa hết trơn rồi kìa. Đi ăn uống với mấy em. Có muỗng mà giết món hành nha. Đâu? Đi thiện nguyện xong rồi mấy chị lên đi ăn nghe, nãy trước cà phê. Dạ ăn bà à, trời ơi bà nội. Để ra đây không? Trời ơi có chạy nọc không nha. Ý. Rồi mấy đường ơi. Nữ ngủ hoàng lai chim nha cây à. Hết nhất làm xiền. Cái là tiêu hoài luôn vậy đó. Sao lỗ em? Chị Vinh, sao lỗ gì vậy bé? Đổ rồi mọi người ơi. Trời ơi. Cái bể màn hình điện thoại nữa. Thôi hại quá, 750 nữa mà. Ờ, đỡ rồi, nữa. Để đấy, vậy nó chi vậy? Sao nó cũng cục sơ rồi. Thôi, bà nội. Hình luôn ra đó má. Thôi, 750 hoài rồi. Viên nó đào đớn nha mà. Nào, đọc đào mát thì nó đi xô. Kéo đi ngồi, đi xô lại được, đi xô lại được, 750 ngàn. 750 thì 30 ngàn tiền là xếp ra bài 780. Xếp gì má? Cho dĩa bún đó chị. Chị ơi, cho dĩa bánh hỏi, cho dĩa bánh hỏi. Hỏi cho hai dĩa này ạ. Ngon hả? Để bánh kìa, để bánh đi. Hỏi. Ngon quá. Chốt đó cho tình yêu nghe, 600 người đang xem. Quá trả hả? Trần. Em cả nhà em à, cho chị Duyên mới nói chuyện với 600 người anh em nè. Ừ. Dọn cái đây là chị rau đây nè. Cái này nổ đổ cái này nổ. Đổ này. Gấp cái đó lên đây đi. Gấp cái này lên đây đi.
Tao lấy riêng cho mấy hai trăm nương ăn đó, lấy riêng á. Nè, để dĩa gạo đó đi chị. Lạnh thì mới mát. Lạnh. Gió nè. Nó nổ lạnh nè hai ơi. Thôi lạnh gậy bụng nổi nó. Ngon không lạnh. Em? Ngon chị. Ngon rồi ngủ nha. Ừ, giờ điểm tủ nha mày ngủ. Ờ, xu cái chị có xu cưng thôi chị, tha thứ cho chị đấy chị. Chị còn sống với em để thôi chị xủ nguyện. Chị ốc ao à. Chị nguyện đi, chị sống chi trời. Chị cũng 6 mấy tuổi rồi. Hello chị anh. Vui vẻ nghe, mốt ăn vui vẻ. Vui vẻ, vui vẻ. Lạnh quá. Lạnh không em? Ai vô chuyện vô cái chỗ lò nướng á, nó ấm lại. Giờ cái đống than nãy nhiều làm gì chị Hà, chị Diên? Tiểu Thi, than phải thiếu. Sao nãy giờ mình không thấy chị Băng nói chuyện vậy ta? Có ăn mà, dễ gì nói. Nãy trong họng người ta tính. Nó chính lục lưỡi dữ ha. Ờ kìa. Nó ăn đâu có lợi mà. À, đừng mua bò nướng, mua cho mẹ hai phần kem chuối. Ok, quá ha. Vậy là bà có coi nha, like hả? Ba lại. Có like không anh? Cho em nước chấm với chị. Có đâu là bị lọc. Thẳng bút cho mẹ em biết mà. Dạ. Dạ rồi, được rồi chị. Kiếm hả? Dạ, cảm ơn chị. Kiếm nữa. Bữa mình ăn trước cũng có ngon gì đâu trời. Em thấy ngon á. Ngon mà tại mình để cây. Tại vì mình no quá. Ừ, bữa mình ăn quá trời luôn. Hai. Anh. Ê, bà nội gì vậy bà nội? Thịt xù bà nướng. Bà nội, nết nè, xíu coi. Anh ơi. Anh. Bữa nay trên livestream này em cũng mới thẳng với anh luôn. Là em bây giờ á, em có muốn quen anh nữa. Rồi 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 anh em. Mọi người làm chứng nghe. Em có người yêu mới rồi. Nè. Em cũng xin ra mắt với anh luôn, đây là người yêu mới của em. Thôi mà. Ủa chị sao anh chết? Nó ký gọi giá luôn giờ đó. Giờ nhiều anh Tết đang kiếm con lắm má. Thôi. Chị em lấy cưng 50 đường chứ nó 9 chồng cưng nè. Em thì được chứ gì đừng lấy vợ em nha hai. Ok ok chính hả? Ok ok. Dạ. Ai lấy ai? Mà hai chọn ai? Lấy ai? Vậy lấy chính. Ờ. Lấy chính. Ba lấy ai? Lấy chính. Trời ơi trời ơi chưa. Muốn rồi luôn. Có chết cũng lấy chính. Trời ơi. Tự nhiên hai con hai mình đứa nào cũng lộn gái sẽ lấy nha má. Nhưng mà bà nội. Em muốn ở với anh. Anh xa. Không, anh không chịu. Ố quên chị không chịu. Anh rắc rồi, anh tuấn rồi. Không, chị không chịu. Em yêu anh. Nhưng mà anh yêu chồng em. Trời ơi. Chừng chắc mắt chừng nhị là xủ nghe má. Nè, không nốt chị rồi. Bà lanh quá. Chuyện vợ chồng tôi bà hay quá. Tôi biết là gì tôi nói vậy đó. Gọi lanh lắm đây. Bà không có được nói động tới anh rắc tôi nghe. Nhưng mà tôi nói động á. Tôi đang nói anh Tấn. Tôi đang nói anh Tấn. Gắt Tấn vậy luôn. Cái con chén mắm cái gì vậy? Nè, nó kìa. Dạ. Gió quá thì gió lại ăn được. Chỉ trơn bay tóc bay đổ. Lòng. Đỡ lạnh nha. Mát nha. Phải trời mà ông sầm, chồng ông sầm nội. Phải chồng không có vợ. Quá chứ đâu phải cái gì mà nó gì bình thường. Đang ngủ sao trong người nghe đòi đòi mọi người nó lạnh rồi tôi nghe. Sốt gì á? Mới tắm nhà. Sốt cái gì nó sốt rồi đó. Vậy đấy hai bé. Gió ba gì hoài nè sao ăn. Má ăn không lời băng bắt đội sớ cái gì. Ủa qua em chuối không? Dạ. Có. Chó. Đặt chuyến đi và đi luôn. Và ổng review chưa có tươi. Có mình đi đâu ta? Đi chung 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 chơm, ngủ lúc giờ nữa. Ừ, ăn ra ăn kem chuối nó mới ngon. Hả? Uống giờ cái hình hình luôn á. Phải luôn. Ăn nè, ăn. Ăn. Nút luôn. Phải nút, phải nút. Trời ơi. Nhà coi như bò ăn cỏ vậy đó. Này ngon này hai. À. Mình lúc nào ngon nè. Anh cho biết vô leo qua đây anh. Với miếng rau xà lách luôn. Xà lách luôn chị Duyên. Đi rồi chị về em ăn hết đó nghe. Mẹ Giang thì tự bé bé tại vì khó tiêu. Già lớn tuổi. Ăn lại đi chị. Già không tiêu mà ăn. Đúng rồi. Nói tới chị cái chị nói già lớn tuổi. Hở ra chị nói già lớn tuổi. Băng băng già đó, băng cũng ăn như quỷ đó. Trời ơi tôi. Hello chị Thiên Thiên của chị nghe em. Thì mình già chắc chắn mình già có gì đâu. Ủa già là bớt ăn sao? Đúng rồi. Trời ơi. Ăn để làm gì? Già là bớt giàu sao? Ăn để sống. Có giàu luôn hả? Chưa từng tưởng tượng. Băng có gì mà như mà băng giàu tụi. Nói gì trở hơn nha mọi người.
Mọi người ơi, mọi người muốn em giàu hay muốn em nghèo ạ? À? Muốn bán giàu mà giàu tù á. Tâm nè. Trời. À chào 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 anh Tâm, giờ biết tên cũng túm cơm cho tôi vậy trời. Chị Hải Thiên Thiên, biết nói chuyện hồi nào vậy Thiên? Chắc mà một tuổi biết nói vậy ha. Mà chừng nào câm vậy Thiên? Trời ơi trời, dùng dữ luôn nội. Chớ chiều quá mày. Ờ, ở đây bán món gì ăn? Hai món à, đổ bò với em bò lụi. Hai món. Không, hồi mốt tôi về đóng bán bò lụi. Nhập khỏi lâu. Tại bán thịt bò, bỏ bò cho thui. Cái kỳ đó chị về ở trên Sài Gòn chị ăn ở chỗ gì? Dạ. Đường Lý Kiệt. Nghe bà Hậu ơi. Này bà bán bò đó, có bò ế á, rồi bán về bán bò lụi. Rồi ok ok. Ok nghỉ ăn rồi, rồi không ăn nữa. Rồi. Không sao đây em ơi, lỡ nói rồi thì có gì đâu phải xin lỗi. Đúng không? Gặp thì giả dài bạc tay, xin lỗi làm cái gì? Không. Cái đường, cái đường nhà của Cưng mời làm. Tầm nước không? Làm bà kể không á. Mất mở cho quán nướng mà tỏi. Chứ có điều bữa nay làm đâu rồi bà nội. Ngon quá. Bà nói vậy thôi chứ không ăn hiền lắm mọi người, thiệt. Sao vậy? Đúng rồi, má hai lúc nào cũng dễ thương lắm chị. Đó. Ngon quá. Ngon. Dễ thương lắm. Bán thịt bò xong rồi về đi, em tới giờ này chưa ngủ luôn, con này má ôm chứ nó mà mặt dằn lòi. Nhìn băng à. Không. Tôi sợ đó hai. Thở hay ơi, tôi chưa có chuẩn bị tinh thần kịp. Quân mặt đá bây giờ đó, mặt đá bây giờ đó. Cô hiểm xích. Bà hỏi Phong. Bà hỏi Phong. Nhớ gì bà? Nhìn nha. Cái gì vậy? Bà Phan kêu. Cái gì? Bà Phan kêu cô hiểm xích còn. Nói hung rồi đó. Ây, mọi người yên gáo bả đi hết trơn nha. Hôm nay toàn là bánh hỏi không đó. Cũng thích. Toàn á thì trời. Không phải. Trời ơi. Giỡn hoài. Đừng có giỡn. Ngu quá. Trời ơi. Má này. Má này giỡn ngu. Đi cột đi nhảy nhảy. Nhảy. Thù quá hai rồi. Trời ơi. Trời ơi. Nhảy. Ngu giỡn má ơi. Trời ơi. Má giỡn hoài. Má nhẫn nhừ luôn đó, mà ra sao nó nhẫn vậy? Tại nhẫn mà mới nuốt, nó mới không được đâu, tử má. Thôi được rồi. Hết rồi. Má cái ghê. Kiếp thiệt, có hai ôi là hai. Mà nhá nó nhẫn như là cháo luôn á hai. Xui má đang như là phun táo đó bà nội. Ủa? Phun ra mình làm. Bà đâu phun được. Mày dồn đang ngồi hổng giờ phun được. Ai ghê không nói trời hả. Người đau hủng quá. Mệt ngang trời. Ăn đây đâu. Nhìn nó hai là đâu rồi. Nhìn được rồi, nhìn nó hai là cái nhà rồi đó làm mở rồi bỏ rồi nhờ. Ác quá. Cổ con băng rau không? Còn kìa. Ác trời luôn. Nhà có vợ con rồi. Ai? Nhà có vợ con rồi. Ủa em cái đó cũng thôi ở lâu mà. Họ cũng thôi ở lâu rồi mà. Cái gì quá mày. Cũng thôi ra lâu rồi. Móng tay dưới. Kiếm tay gửi kia móc kia móc gì mà vậy nè. Móc lưng má. Tự nhiên móc vào mùi khui rồi đó. Ừ. Có kinh nghiệm là đưa hai móc lưng cho ta thử chép lấy lọc. Ê bữa giờ em cho bà hai hủi nè nè. Dạ. Nè hủi lấy lọc. Bà bái ghê xu. Bà nội ghê. Đầu anh cổ cái gì má? Sợ gì kìa, sợ kìa, né kìa. Trưởng. Bà đẹp quá, ai bị bà trưởng. Chí xa trưởng. Cái mặt bà đẹp ghê nhờ. Húp nè. Nè bê.
ngon, trộn vô ngon. Ừ, trộn vô ngon. Bột nước mỡ hành đó. Mà. Nước mỡ á. Mỡ hành. Ho, mặn không hết. Đổ cái dĩa luôn đi. Ngán lắm, vừa thôi chứ nhiều ngán lắm. Mẹ cái dĩa rồi còn nữa. Ăn từ từ, hai lần thì được. Đúng rồi. Đủ một lần ăn ngán cái mỡ á. Mỡ ngán lắm. Đây còn bột để qua trong chín ăn. Thôi, còn ăn cây nè. Đấy rồi. Nhà lên nhà ăn nước chín. Nhà cho chín ăn đi rồi chị nhịn. Còn này là còn này đúng rồi. Nhà chín ăn nha chị nhịn. Lần đầu chắc người ta không có đâu. Nói gì hai nói. Thôi em ăn uống no sai rồi. Bây giờ em về cả nhà ơi, em về em ngủ ngơi một giấc thật này về nó hay. Rồi chào cả nhà đi. Chào cả nhà. Buổi tết. Ê. Bây giờ ăn cũng đã ăn rồi. Uống nè vô. 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 Uống mắm sủ. Má đi sủ mà nổi. Sủ. Nó chở vậy.